Và sáng ngày hôm nay 12 tháng 6 thì Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã chính thức phát động giải thưởng công nghệ thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức. Đây là giải thưởng thường niên đã được tổ chức từ năm 2008. Chủ đề của giải thưởng lần này là an toàn an ninh thông tin. Sở Thông tin Truyền thông cho biết, chủ đề này nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo mật an toàn trong ứng dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh hiện nay, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư triển khai hoạt động này. Giải thưởng năm nay được xét tặng theo 6 nhóm lĩnh vực, trong đó điểm mới tập trung ở nhóm 2, doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu, bổ sung thêm thiết bị vi mạch, thẻ thông minh, thiết bị điện tử có tích hợp công nghệ thông tin. Ở nhóm 5, đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển công nghệ thông tin thành phố và nhóm 6, sinh viên ngành công nghệ thông tin có thành tích xuất sắc sẽ thay đổi hình thức tổ chức theo hướng nhận đề cử từ hiệp hội và giải thưởng cấp cơ sở của nhà trường. Tiến sĩ Lê Hoàng Chiêu, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho biết, mục tiêu năm nay của giải là thu hút được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia, để giải không chỉ là sân chơi của các doanh nghiệp công nghệ lớn vốn rất quen thuộc trên thị trường. Từ mục tiêu lớn nhất thì coi như là năm nay làm sao chúng ta có truyền thông cái hình thức để có nhiều cái đơn vị và cá nhân